Thưa quý vị và các bạn, công nghiệp chế biến thực phẩm là một trong những nhóm ngành được chính phủ lựa chọn ưu tiên phát triển từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Với nhu cầu lớn ở trong nước và xuất khẩu, cộng với các chính sách khuyến khích của chính phủ là những cơ hội lớn cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Lĩnh vực công nghiệp thực phẩm tăng trưởng đều đặn trong giai đoạn 2012-2016 với mức tăng trưởng trung bình 6,94% một năm với thực phẩm chế biến và 9,48% đối với đồ uống. Theo thống kê, lượng tiêu thụ thực phẩm hàng năm của Việt Nam ước tính chiếm khoảng 15% GDP. Các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với cái công nghệ tiên tiến, kể cả về bảo quản cũng như là chế biến thực phẩm. Nhưng đây cũng là một cái cơ hội để xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư giữa Việt Nam với các quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt là trong cái lĩnh vực công nghiệp thực phẩm mà hiện nay chúng ta hết sức quan tâm để hướng tới Việt Nam có cái nền công nghiệp thực phẩm trước hết là an toàn, hiện đại và có cái sức cạnh tranh quốc tế. Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, tương lai kinh tế sáng lạn và có nhiều tiềm năng thu hút đầu tư. Tôi cho rằng với kinh nghiệm và năng lực của mình thì các doanh nghiệp Pháp chắc chắn đáp ứng được nhu cầu về công nghệ và đầu tư ở thị trường Việt Nam. Và trong thời gian tới, với sự phối hợp chặt chẽ của hai quốc gia sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phát triển nói chung và ngành công nghiệp chế biến thực phẩm nói riêng. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, thị trường sản xuất, chế biến thực phẩm còn rất nhiều dư địa để phát triển, đặc biệt ở các ngành như sữa, nước giải khát, bánh kẹo, dầu ăn. Đối với ngành sữa, dự báo nhu cầu tiêu thụ tăng và đạt mức 27-28 lít trên một người một năm vào năm 2020. Mức tiêu thụ bánh kẹo dự báo tăng thêm 10% một năm so với mức tăng trung bình của khu vực là 3% một năm và của thế giới là 1-1,5% một năm. Ngành dầu thực vật hiện mức tiêu thụ bình quân khoảng 12 kg trên một người một năm, dự báo đến năm 2020 tiêu thụ 17 kg trên một người một năm. Bên cạnh thị trường trong nước, tiềm năng khai thác và chế biến thực phẩm để xuất khẩu cũng rất lớn. Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo, cà phê, hạt điều lớn nhất thế giới. Xuất khẩu nhóm hàng nông sản trong năm 2017 đạt hơn 15 tỷ đô la Mỹ, trong đó nhiều nhóm hàng có mức tăng trưởng cao và ổn định như rau quả, hạt tiêu, hạt điều, cà phê. Tuy nhiên, nông thủy sản của Việt Nam chủ yếu xuất khẩu dưới dạng thô nên giá trị gia tăng không cao. Vì vậy, hiện nay có nhiều biện pháp được các địa phương áp dụng nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho hàng xuất khẩu. Trong đó, việc thu hút đầu tư phát triển sản xuất, tiếp thu công nghệ tiên tiến là một trong những lựa chọn để thúc đẩy sự phát triển của ngành. Việt Nam là một đất nước có hơn 90 triệu người dân, đây là một thị trường rất là lớn. Chưa kể trên thế giới có rất là nhiều nước người ta cũng không thể phát triển được cái ngành nông nghiệp. Và Việt Nam có đầy đủ các cái điều kiện về thổ nhưỡng, khí hậu để phát triển nông nghiệp. Và đấy là một cái mà tôi nghĩ là thế mạnh của Việt Nam. Và chúng tôi đầu tư vào cái lĩnh vực này tôi nghĩ là hoàn toàn hợp lý. Đầu tư vào nông nghiệp cũng đồng nghĩa với việc đảm bảo được cái nguồn thực phẩm để cung cấp cho 90 triệu người Việt, thực phẩm sạch để cung cấp cho 90 triệu người Việt, cũng như nhu cầu xuất khẩu các thực phẩm nông sản của Việt Nam cho thế giới. Tính đến cuối năm 2017, đã có 128 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn đăng ký gần 313 tỷ đô la Mỹ với 24.199 dự án. Tuy nhiên, lĩnh vực chế biến thực phẩm chỉ thu hút được hơn 4 tỷ đô la Mỹ với 295 dự án. Đứng đầu trong các doanh nghiệp FDI ở lĩnh vực này là Singapore với 62 dự án, tổng vốn đăng ký là 1,58 tỷ đô la Mỹ. Hàn Quốc chiếm vị trí thứ hai với 61 dự án, vốn đăng ký xấp xỉ 1 tỷ đô la Mỹ. Bình Dương là địa phương có nhiều dự án FDI về chế biến thực phẩm nhất, tiếp theo là Thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Đổi mới và thu hút đầu tư nước ngoài không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc tiếp nhận chuyển giao công nghệ cao liên quan đến việc chế biến thực phẩm, mà còn trong việc xây dựng vùng nguyên liệu, thúc đẩy ngành chế biến thực phẩm phát triển bền vững.